Dạ vâng, xin chào anh chị nha. Hôm nay là em Fit cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có tại cửa hàng Tầng Trung Chính bên em nha. Em sẽ giới thiệu sơ qua những cái dòng xe nào hiện tại còn và mới về tại cửa hàng Tầng Trung Chính bên em nha anh chị. Hoặc anh chị có thể ghé trực tiếp như em tới 793 quốc lộ 13 ngay dưới chân cầu Vũ Hiệp Phước anh chị, để mình tới cửa hàng em tham quan cửa hàng em và xem xe tại cửa hàng em ha. Và em xin chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng hơn trong công việc của mình nha anh chị. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu anh chị đến con xe Toyota Vios E, số sàn anh chị ha, 2020. Xe đi cũng 48.000 rồi anh chị ạ. 48.000 rồi, hiện tại em đang ra là 399 triệu nha. 399 triệu vô lăng, còn số đó còn mới tinh thôi. Với động cơ 1.5, với lại là xe Toyota gì anh chị biết rồi, nồi đồng cua đá này. Đó, bảo dưỡng đồ cực kỳ rẻ luôn. Đó, nhưng mà option lại thì không có anh chị nha. Đó, cực kỳ bền luôn anh chị nha. Màu trắng 2020, 48.000 cây rồi. Số sai, động cơ 1.5, 399 cân anh chị ạ. Nếu anh chị quan tâm sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đấy, màu trắng anh chị có thể chạy dịch vụ cũng được nè, chạy gia đình cũng được. Hoặc anh chị muốn một dòng xe tập lái hay là đi gia đình che nắng che mưa thì em có một con Hyundai i10 nè anh chị, con này 2011. Xe này có cửa sổ chờ luôn anh chị nha. Số tự động này, số tự động có cửa sổ chờ đầy đủ hết. Đấy. Con này 2011, hiện tại em đang bán là 199 triệu nha. Nếu anh chị quan tâm thì ủng hộ em. Tập lái che nắng che mưa cũng thuận tiện lắm anh chị ạ. Lăn quanh Sài Gòn này cũng vô tư lắm anh chị. Tiếp theo là con em vừa về nè, vừa về Veloz anh chị. Vừa về Veloz gốc Sài Gòn luôn anh chị, con này 2022 mà mới có 2.000 cây à. Mới 2.000 cây thôi nha anh chị. Con này là bản CVT nha. CVT. CVT 2.000 cây thôi anh chị, mới tin. Động cơ 1.5, cũng nhiều anh chị hỏi em Veloz lắm nha. Đó. Lên màn hình Android này nè. Ghế là ghế da nỉ. Da nỉ. Dòng xe 7 chỗ 1.5. Đấy, con sau này chị ạ. Anh chị có quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp giùm em nha. Tại vì cái xe này em vừa về luôn anh chị, vừa về luôn á, em chưa có cập nhật được giá nên anh chị thông cảm nha. Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ giùm em 0979325679 ha. Hoặc là 0777262679 nha anh chị. Tiếp theo là con xe Honda City. Honda City bản G nha. Con này 2021 8.000 cây. Hiện tại em đang ra là 449 triệu anh chị, 449 triệu. Động cơ 1.5 về dòng Honda thì anh chị biết rồi, cực kỳ lợi xăng luôn. Đấy. Cực kỳ 2021 anh chị nha. 2021 City G. Đấy. Dòng City anh chị biết rồi, Honda rồi anh chị biết rồi, cực kỳ lợi xăng, 4,73 lít thôi, 100 cây trên đường kết hợp anh chị ạ. Honda City màu bạc, 449 2021 anh chị nha. Nếu mà anh chị yêu thích cái dòng cũng phân khúc hạng B nhưng mà dòng Honda Accent này á, thì cũng ủng hộ em luôn nha, gốc Đắk Lắk. Mà con này số xe anh chị, số xe 2022 mà đi 2 vạn rồi. 2022 đi 2 vạn rồi. Con này hiện tại em đang ra là 425 triệu nha. 28.551 cây rồi anh chị ạ. Mà 2022 nha, form mới rồi anh chị. Video vô lăng còn số mới tin nè. Lên được là cho mình lót sàn bên đây rồi nè. Số sàn bạn đủ anh chị. Số sàn bạn đủ. Riêng về cái màu vàng cát thì anh chị yên tâm. Ít ai chạy màu vàng cát mà dịch vụ lắm chị, nên xe này gia đình nha. Đó. Cảm biến trước sau, cảm biến dê. Còn anh chị muốn tầm tiền nhẹ hơn một chút thì em lại về thêm con màu bạc này. Con này là 2020. 2020 mà đi ít hơn chị, đi mới có 18.000 cây à. Mà form này form cũ, em đang bán là 389 đó anh chị ạ, 389 triệu. Còn số là mới tin 18.514 cây. Đó, vô lăng còn số mới tin, không có điểm chi chơi luôn. Cũng lên cho mình được bộ cái da rồi nè. Accent thì là động cơ. Accent là động cơ là 1.4 nha anh chị. Đó, Accent là động cơ 1.4. Xe động cơ 1.4, hai chiếc đều động cơ 1.4 hết nha anh chị. Đó, xe là biển tĩnh. Xpander. Xpander 2020. Xpander 2020. Con này hiện tại em đang ra là 515 triệu anh chị. 515 triệu cũng lên mình màn hình Android rồi nè. Camera hành trình, camera gear. Đầy đủ rồi anh chị ạ. Xe nhập Indo anh chị ha. Con này 2020 mà đi 58.000 cây rồi.
nội thất điện, nội thất điện theo Axen. Anh chị thông cảm nhé, Axen mà bạn ITH này em vừa bay mất tiêu, vừa bán mất, giá cả nó hợp lý nên bán nhanh lắm chị, uống 25 mà 2020 mà em bán mất tiêu. Bạn có của sổ chơi đầy đủ luôn chị ạ. Còn Innova 21, con xe này thì em vừa vệ sinh dọn dẹp lại rồi anh chị. Đó, nhìn nó khác hẳn luôn anh chị ơi. Máy số sàn máy dầu nha. Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm giá cả này thì cứ liên hệ giùm em nha anh chị. Đó, Toyota Yaris. Yaris 2015. 415 triệu anh chị, xe đi được 52.000 cây rồi. Rồi, cũng như anh chị hỏi em Yaris lắm mà hiện tại em đang về hai chiếc Yaris đó. Một chiếc 2014, một chiếc 2015, 14 thì em bán 385. Còn 2015 này em bán 45 nha anh chị. 45, 2015 anh chị 52.000 cây. Đó. Bán tải thì em đang còn 3 chiếc. Hiện tại em đang còn 3 chiếc con Chitong, là Chitong. Chitong 29 số tự động một cầu, lên mâm cho mình rồi nè anh chị. Đó. Mâm lốp đầy đủ rồi. 535 triệu anh chị ơi. Con này đi 69.000 cây rồi. Ghế là ghế da chỉnh điện đầy đủ hết. 69.000 cây rồi anh chị. Con này đang em đem ra là 535 nha, 29. Đó. Xe còn thương lượng anh chị nha. Đó. Lên lóc cũng lên được cái lóc thùng ba cấp rồi anh chị. Còn nếu anh chị không yêu thích dòng Chitong thì em có dòng xe yêu sắc này anh chị, giá cả cực kỳ yêu thương luôn. Con này 2021. 2021 anh chị, 2021 số tự động. Hai cầu, bản biturbo. 2.0 biturbo. Xe này là xe của công ty nha anh chị. Xe này có thể xuất hóa đơn cho mình nha. À, anh chị còn hóa đơn thì em có thể xuất hóa đơn cho mình. Động cơ là 2.0 biturbo, ghế trình điện đầy đủ hết. Xe này thì đi được 32.000 rồi. Em đang ra là 735 triệu anh chị ạ. Số tự động hai cầu này 735 triệu anh chị nha. Còn xe V-Truck 2.0 biturbo này. Fortuner màu xám long chuột anh chị. Lốp Sài Gòn này, con này số sàn máy dầu đời 26 anh chị. 26 mâm đen này. Cuối 25 cũng mâm đen. Con này còn 2016 nha. Đó, xe này thì hiện tại em đang ra là 629 triệu anh chị ạ. Xe thì đi được 132.000 cây. Đó, 132.000 cây anh chị, cao vô lăng này. Bằng số này. Đấy, lên bộ cái da cho mình rồi. Lên được cho mình cái camera hành trình. Nhưng mà có điều là bọc trắng thôi. Số sàn máy dầu anh chị ha, 130.000 cây rồi. 629 triệu anh chị, 2016. Fortuner 629 anh chị ha. Nếu anh chị quan tâm liên hệ chúng em với 0979325679 hoặc 0777266679 anh chị, hoặc 0777266623 nha. Nếu anh chị yêu thích cái dòng xe mà V-Truck mà form mới lên logo này, lên mặt ga lăng của Raptor này anh chị. Con này thì biển của Sài Gòn này, anh chị ở Sài Gòn thì tiết kiệm cho mình được 20 triệu tiền nhập ha. Mâm lốp này. Đó, con này thì cũng là 2.0 biturbo. Em đang ra là 901 nha, 901. 901, xe đi 7.000 cây anh chị. 7.000 cây. 7.000 cây. Mới tin. 7.000 cây. 910 triệu anh chị. Anh chị yêu thích dòng nào thì ủng hộ em dòng đó nha. Còn cái con xe mà XLT này thì xin lỗi anh chị, xe này em vừa nhận cọc mắc luôn. Hôm nay em cũng bán một chiếc này luôn rồi. Vừa về chưa kịp quay video rồi khách hàng chốt luôn anh chị. Tiếp theo là con Ford Everest 2021 Titanium anh chị, 935 triệu 2021, 33.000 cây. Màu đen, xe này em vẫn còn nè. Dạ, vẫn còn anh chị. Everest Titanium số tự động một cầu ha. Con này là 2.0 turbo, máy dầu anh chị. Con này máy dầu nha. Số tự động máy dầu. Đó, Titanium. 935 triệu 2021, 33.000 cây. Fortuner máy xăng anh chị, Fortuner số tự động máy xăng vẫn còn. Xe này em vẫn còn anh chị, 435 triệu 23 anh chị. Vẫn còn máy xăng. Everest này em vẫn còn này, một chủ nha anh chị. Một chủ mua từ mới. Con này là gốc Sài Gòn anh chị, ở Sài Gòn tiết kiệm cho chị 20 triệu tiền nhập nè. Con này đời 2012. Đi mà có 112.000 cây mới tin, từ cái bộ ghế này, từ cái vô lăng này, còn số này anh chị. Đó, lên cho mình được cái màn hình Android này nè. Camera hành trình dây cũng đầy đủ hết rồi. Con này là động cơ 2.5 máy dầu số sàn ha. Con này hiện tại em đang ra là 395 triệu anh chị ạ. 395 triệu. Everest. Không thì mình có thể lựa chọn cho mình cái tầm một xíu là Xpander này, màu xám này anh chị.
Màu xám gốc Sài Gòn 525 triệu anh chị. Con này 2019 40.000 cây rồi. Màu xám cũng lên cho mình được bộ cái da rồi nè. 40.000 cây, 525 triệu gốc Sài Gòn. Cứ anh chị nào có biển Sài Gòn thì lợi thế cho mình nha, là không mất 20 triệu nhập, chỉ cần sang tên thôi. Sang tên giữ biển. Với động cơ 1.5 xúc tự động thì còn cỡ tầm là 5.4 cây. Đó. Không chỉ anh chị yêu thích cái dòng xe Mazda mà. Em có Mazda CX-5 nè, gốc Sài Gòn bản 2.5 27, 535 triệu anh chị. Mà con này đi nhiều, đi hơi nhiều, 120.000 cây mà chắc xe còn ok lắm chị, còn tốt lắm. Đó. Ghế là vị trí nhớ ghế, là ghế trình điện đầy đủ hết. 125.000 cây anh chị ha. Cửa sổ chơi, em đang đa có 535 triệu, cực kỳ rẻ luôn. Mazda 3, Mazda CX-5 này giá cả đồ yêu thương lắm chị, rẻ lắm ạ. Chị có quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ giùm em với ha. Hay là nếu ngồi ý bên đơn chị không yêu thích thì có thể ủng hộ em tăng xe mà XL7 nè, động cơ cũng 1.5 luôn, số tự động anh chị. Con này cũng gốc Sài Gòn nè, con này thì em đang ra là 519 triệu, đi mới có 16.000 cây à. 2020 16.000 cây. Em lên cho mình được bộ ghế da. Đó, lên cho mình được bộ ghế da. Động cơ đây là 1.5 hết anh chị. Này thì em sẽ cập nhật nhanh nha. Thì bên em vẫn có hỗ trợ cho mình trả góp ở Gia Lai nè, Kon Tum nè, Bình Định nè, Đắk Lắk, Sài Gòn anh chị, Bình Dương với Đồng Nai. Hiện tại là em đang cố gắng hỗ trợ cho mình nha. Có những dòng xe hỗ trợ được anh chị ạ. Nếu anh chị ở Bình Dương, Đồng Nai thì em vẫn có hỗ trợ cho mình góp được khoảng ít là 7 ha. Siêu tốt này cũng góp được anh chị ha, Túc Sơn này cũng góp được nè. Siêu tốt. Con này góp thành phố nè, anh chị ở thành phố thì được sang tên đổi biển nè, mà không mất 20 triệu tiền nhập đâu. Đó, con này thì 2020 anh em bán là 609 triệu. Đi được 27.000 cây. Đó, màu đỏ anh chị ạ. Túc Sơn con này là 2.0 đặc biệt nha anh chị. 2.0 đặc biệt có cảm biến trước sau này, cam 360 độ đầy đủ hết. Nhưng mà có điều là bản đặc biệt bây giờ nó không có cửa sổ chờ anh chị. Chỉ có bản 1.6 turbo có cửa sổ chờ thôi. Nó cũng nhiều chức năng lắm chị. Chỉ thiếu một chữ cửa sổ chơi thôi. Vị trí sửa ghế đầy đủ hết rồi nè. Đó, lệch làn đường là bám theo đuôi xe cũng có đầy đủ. Phanh tay điện tử, ghế trình điện nè anh chị. Bên tai bên phụ nè, chỉ có đi không có cửa sổ chơi thôi. Phong mới bây giờ lại bị cắt cửa sổ chơi mất tiêu rồi. Còn nó hơn bản đặc biệt, bản tiêu chuẩn nhiều chức năng lắm. Hầu như bản đặc biệt là đầy đủ chức năng rồi anh chị. Đó, nó chỉ thu bản turbo là nó xài cần số và là không có cửa sổ chơi thôi. Chứ chức năng của nó đầy đủ hết rồi anh chị. Tiếp theo là 2008. 2008 con này đi ít lắm, mới có 8.000 cây à. Con này hiện tại em đang ra là 689 triệu. 2022 anh chị, 7.000 cây. Bản này bản Alu nha, bản Alu anh chị. Con này thì nó có tới 3 phiên bản, bản AT, Alu, rồi GT Line. Con này là bản Alu, bản giữa anh chị nha. Phần số tự động anh chị, hầu hết là bản Belgus là đều là số tự động hết nha. 2008, 3008, 508 đều là số tự động hết anh chị. Đó, số tự động, động cơ 1.2 turbo. Như thế là em vẫn còn một cặp Kona bản bay. Con này 2020 gốc Sài Gòn, con này 2019 cũng gốc Sài Gòn nha anh chị. Con này hiện tại em đang bán là 505 triệu, 2019 29.000 cây. Còn con này là 2020 52.000 cây rồi. Em bán là 515 triệu anh chị ha. Đó, chị quan tâm sản phẩm này thì liên hệ giùm em với ha. Em có thể quay video này chi tiết này và sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình anh chị ha. Với lại hiện tại cửa hàng em cũng đang còn mua rất nhiều dòng xe á. Anh chị có xe nào bán thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em tới số 0922325679 nha anh chị. Đó. Em hiện tại đang cũng còn thu mua rất nhiều dòng xe để bán ra anh chị ạ. Outlander biển Sài Gòn vừa về luôn chị, 2019 mà đi mới có 15.000 cây thôi. Em đang ra là 669 triệu nha anh chị, mở 15.000 cây, 669 triệu biển Sài Gòn. Lên màn hình giấy tết nè, cảm biến áp suất lớp nè, động cơ thì 2.0 bản CVT nha, 2.0 CVT mà nó cũng ít tiêu hao nhiên liệu lắm, chỉ có 5.8% cây kết hợp thôi. XL7 biển Sài Gòn này em cũng đang về giá tốt lắm chị. Con này được về giá tốt này.
Này tại em đang bán nó 499 á. 4599 chị. 2020 luôn. Đấy. Về giá tốt này mày nghe tốt à. Chị này yêu thích dòng Kia Morning này không? 2018 anh chị, số rộng bạn đủ ở Sài Gòn nè. Em đang vệ sinh xe nha. Em đang vệ sinh xe. Con Outlander kia cũng bán và vừa về bán luôn. Hay điều này em cũng vừa về nè. Hay điều này em cũng vừa về anh chị. Đó, i10 này form mới cũng vừa về nè anh chị. Đó. Anh chị quan tâm thì ủng hộ em ha. Còn con Fadil gốc Sài Gòn. Con này mới 9.000 cây anh chị. 9.000 cây à. 9.000 cây động cơ 1.4 nè, 2022. Hiện tại em đang ra là 339 triệu. Đó, 339 triệu anh chị nha. Mới tin. 9.000 cây thôi. Fadil màu xanh từ Sài Gòn. Anh chị ở Sài Gòn lời cho mình 20 triệu tiền nhập nha. Yaris đây 24 này anh chị, biển Sài Gòn luôn. 55.000 cây, 385 anh chị, 24. Yaris, Toyota Yaris. Số tự động nha. Sen. Biển số thì đẹp luôn. Góc con này biển là biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn nếu anh chị ở Sài Gòn thì giữ được cái biển cực kỳ đẹp cho mình luôn nè anh chị. Sen màn đổ có cửa sổ trời anh chị ạ. Đó. Con này người ta hay gọi là biển đặc biệt anh chị, con này mới 12.000 cây rồi. 2019 thì em đang ra là 465 nha. 465 triệu. Đó, 465 triệu. Xpander con này số sàn đi mới có 4.000 cây, số sàn mới 4.000 cây thôi anh chị, 4.000 cây thôi. Hiện tại em bán 495 màu nâu. Toyota Vios G màu xám lông chuột, con này là 29 anh chị, đi 55.000 cây rồi, số tự động bạn G bạn đủ nha. 439 triệu ạ. Con này 439 triệu này. À. 439 triệu. À, em mới về con Lux A này anh chị, Lux A 2019. Bản premium anh chị ạ, à. Bản premium đi được 14.000 cây à. Con này em bán 600 anh chị. Đó, con này bản premium cơ cấp nhất nha. Đó. Ghế trên điện này. Sáu trăm mười triệu anh chị, mầm mười chín là bạn cao cấp nhất của Ren. Camry em đang còn hai con bạn 2.0, con này người ta dán 250 nhưng chị con này 2.0 chứ không 2.5 đâu, 2.0 hết đó. Con này là 1.020 anh chị, con này 1.020 2021 20.000 cây, 1.020 trên điện cửa sổ chơi. Phim 3M là anh chị, động cơ 2.0 V, con này động cơ 2.0 nha. 2021 20.000 cây, 1.020 nha chị. Còn con này thì 1.099 2022 anh chị, 2022 cũng 20.000 cây rồi. Civic này em vẫn còn anh chị ơi. Civic. Con này Civic G 739 triệu. 749 triệu, 749 triệu 2021, form 2022 động cơ 1.5 anh chị. Con này mới có 8.000 cây. Lên full đồ chơi, mâm này lên luôn nha anh chị. Mâm lên nhưng mà em vẫn còn mâm rin nha. Em vẫn còn mâm rin bo rin cho mình đó. Anh chị mua thì em sẽ giao mâm rin với bo rin cho anh chị. Em sẽ giao mâm rin bo rin đầy đủ hết cho anh chị nha. Camry này thì 2022 này, em bán 1099 anh chị. Lớp A màu trắng. Lớp A màu trắng. Lớp A màu trắng 2022. Con này hiện tại em bán là 665 triệu anh chị. Bạn bay nha.
Em bay 18.000 cây 2022. Động cơ là 2.0 turbo. CX5. Con này là 2021 này anh chị, bản đi lít. CX5 2021 bản đi lít ha. Con này là mới 31.000 cây, em đang bán 741 mà còn thương lượng anh chị nha. 710 triệu có thương lượng cho anh chị. Cửa sổ chơi đầy đủ, động cơ 2.0 nha, bản đi lít. 2021 31.000 cây. 701 còn thương lượng, giá cực kỳ yêu thương anh chị luôn ha. Xpander số tự động, biển Sài Gòn, màu đen. Con này đi được 55.000 cây rồi anh chị, em đang bán là 519 triệu 2019. Màu đen, biển Sài Gòn ha. Em vẫn còn nhiều xe lắm, em với lại em vẫn còn đang muốn mua rất là nhiều xe anh chị nha. Còn anh chị yêu thích gầm cao mà tầm dưới 500 thì em có EcoSport, con này là bản 1.0 turbo nha. 1.0 turbo nha anh chị, con này 29 nè. Hai mươi chín ba mươi bốn nghìn cây, hiện em đang bán là 499 triệu anh chị. Bản titanium 2.0 turbo nha, 2.0 turbo nó sẽ mắc hơn bản 1.5 nha anh chị. Cái 5 tua titanium. Kia Sonic số sàn anh chị, con này số sàn nha, Kia Sonic gốc Sài Gòn số sàn 13.000 cây 2022, hiện tại nó bán là 475 anh chị, con này số sàn nha. Còn con Toyota Rai 2021 27.000 cây gốc Sài Gòn này em cũng đang ra là 535 triệu ạ, 535 triệu cho Toyota Rai này nha. 27.000 cây 2021, động cơ là 1.0 turbo anh chị nha. Đó, động cơ 1.0 turbo, nhiên liệu 5.47 lít trên 100 cây, 575. Thế là Peugeot 5008 2021 7.000 cây form mới. Con này bản GT Line anh chị nha. Con này em đang ra là 1.030.000 á. Bản GT Line nội thất này anh chị nhìn biết liền. 1.030.000 anh chị nha, 2021. Cửa sổ chơi toàn phần. 7.000 cây. Tiếp theo là em đang còn một cặp ba con Carnival anh chị, Carnival. Con này là 2021 logo mới anh chị nha. 2021 logo mới. Hiện tại đi được 30.000 cây, em đang bán là 1.390.000. Còn con màu trắng này cũng 2021 luôn, nhưng mà đi mới có 23.000 cây, nhưng mà logo cũ em bán 1.340.000 nha anh chị. Màu trắng. Ba con này là đều là bản signature nha, bản cao cấp nhất máy dầu anh chị, động cơ 2.2 máy dầu ha. Còn con này 2022 này, con này 7.000 cây anh chị. Con này đang bán là 1.430.000 anh chị ạ. 2022 nha. Nếu anh chị yêu thích dòng xe gì thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em tới số hotline 0979325679 hoặc 0777262679 hoặc 0777262623 anh chị nha. Nếu anh chị cần em quay video chi tiết xe gì thì cứ cho em một bình luận phía dưới nha. Em sẽ quay video chi tiết từng xe đó để up lên anh chị xem ha. Và em cũng đang cần mua rất là nhiều dòng xe đó. Anh chị có xe gì bán thì liên hệ giùm em 0922325679 nha. Hoặc anh chị ghé giùm em tới 793 quốc lộ 3 xem xe ủng hộ em nha. Đó, coi có gì anh chị cứ cho em một bình luận phía dưới nha. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video sau ạ. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn, thành công trong công việc hơn nữa nha anh chị ạ.